Ăn đi rồi có sức lận. Wow, đẹp vãi. Sao mình còn ai không? Thẳng đứng lên luôn các bạn. Qua đây mọi người nhìn xuống. Đúng luôn. Đây là một bãi khai thác vàng. Sao mình còn ai không? Chết tiệt. Đây nhìn xuống thấy được mấy cái tầng bên dưới kìa. Hợp xuống. Dốc thẳng luôn mọi người. Dốc tụt thẳng đứng luôn. Thẳng đứng luôn. Đó đó, bước qua đây. Nắm tay nó đi. Luôn. Nè Lu ơi, nhấn bên kia kìa, đó, em đổi tay đi, em nắm bằng tay phải rồi em bỏ tay trái qua anh đó. Rất thẳng đứng rồi. Con đường này là chua lắm luôn á. Dốc thẳng đứng mà xung quanh toàn là gai không à, mà dướng lại ba lô này nọ. Tụi thêm cái từ trên đá trượt xuống đá lăn nữa, trúng chân chú rồi. Mày phải để ý lên đó, đá nó lăn biết đường mà né, đừng có nhìn xuống không. Lo lan với mẹ luôn. Mà đây đường độc đạo để xuống nữa, nó chết nữa. Không còn đường khác. Ở dưới đó là điểm đến hay là còn đi nữa? Còn đi nữa hả? Còn thêm một dốc như vậy nữa. Thôi thua, đi xuống. Đây, xuống đây. Thẳng đứng luôn mọi người. Không có dây, không có gì hết. Xung quanh toàn là dây gai không à. Đây. Có bao tay rồi đó nha. Mới qua các eo vừa rồi. Mọi người. Thẳng đứng lên luôn các bạn. Qua đây mọi người nhìn xuống. Đấy, thẳng đứng xuống luôn. À, nguy hiểm cực kỳ. Đó đó đó, đá lằn đó. Xuống trước một trận. Rồi con. Cái cục đá này rớt xuống đầu xuống rồi hai. Trời ơi, cái cục đó bự lắm luôn á trời. Thấy nó lăn xuống không? Nó đập vô đây nè. Cái đó là nó hên hên con, đó là cái eo á con, không sao. Rồi nếu bên này nó từ trên kia đi thẳng cái đường tắt xuống. Thấy nó ngay đầu xuống rồi đó. Trời ơi. Không dữ quá.
đông luôn á. Kéo dài thiệt chứ. Đi nãy giờ cả cây số rồi. Không thấy xi nhan. Vẫn còn chưa tới điểm tập kết nữa. Hiện tại đoàn kéo dài ra lắm rồi. Ở phía trước có mấy anh dẫn đường, mấy anh poster mà giờ này mấy ảnh, bốn anh đi nhanh quá, bỏ luôn kìa. Giờ nhìn theo cái dấu chân, thấy ở trên đó có nước, cho nên là mấy anh nước đi hướng này. Tiếp thôi. Ê, xuống gương mặt này Hưng ơi. Ok, tháo vậy ra đi. À, bây giờ là 4 giờ mấy giờ ta? 4 giờ 40 chiều. Điểm dừng chân ngày hôm nay. Đây là một bãi khai thác vàng. Bỏ hoang rồi. Cho nên cái mặt bằng ở đây không được tốt. Đây là tất cả lều của đoàn. Trên kia này mấy anh kiểm lâm với mấy anh poster sẽ nghỉ chân ở đó. Thì hôm nay mới trải qua được một cái con dốc rất là nguy hiểm, thật sự rất là nguy hiểm, chứ không phải do không có lường trước được là có trẻ em nữa. Có hai cô bé còn trẻ tuổi nhưng mà rất là khỏe. Nói chung vậy là tốt lắm rồi. Vẫn qua được chứ không có sự cố gì. Nhưng mà tốt hơn hết là vẫn phải có dây đeo. Phải có dây căng ra đi từng người. Cái điểm đó dốc hoàn toàn, dốc quá trời dốc luôn. Mà không có chỗ để cầm nắm. Trong khi đó ở dưới mặt đất á, thì lại là đất mà không phải là đất từng mảng nữa, mà đất như đất bụi vậy đó. Và nó trộn với lá cây, nó thành ra một mảng nó chùi rất là trơn. Có một chú trong đoàn chú đi đầu tiên cho nên xuống thấp nhất. Thì ở bên trên á, mấy bạn di chuyển á, thì đá lở thì nó dần đến tới cái cục đó lao thẳng xuống chú luôn. Rất là may mắn là không có trúng vào phần đầu, trúng vào phần đùi. Nếu như trúng vào bụng thì chắc là chú mất thở, chú cũng buông ra, cũng rớt luôn rồi. Nói chung chuyến đi nào cũng có cái mạo hiểm của nó, cái gì cũng có nguy hiểm, chứ không phải lúc nào cũng an toàn. Nhưng mà đổi lại thì ở đây thật sự hoang sơ. Nước suối ở đây thì rất là trong. Nó từ con thác 7 tầng trên kia đổ về. Thì từ đây, từ điểm này cho đến trên con thác 7 tầng nó tầm khoảng ít gì cũng khoảng 4-5 cây số. Có thể là phải vậy, đi rất là lâu. 4-5 cây. Tiền sử ở nơi này từng là cái bãi đào vàng, cho nên là nước ở đây rất là nguy hiểm, mọi người hạn chế tắm. Nếu có tắm là tắm ở phía bên trên của cái khu đào vàng này nè. Và ngoài ra có làm kéo một cái đường nước từ trong mấy con mạch nước ở trên núi á, dẫn bằng ống tre xuống bên dưới, thì cái lượng nước đó nó ít thôi, chỉ để uống này nọ là lau mình thôi chứ không có để tắm được. Thì bởi vì nước ở đây á ít nhiều gì á, cái hàm lượng thủy ngân nó vẫn còn, cho nên nó rất là độc. Mặc dù là có thể là chưa sao đâu, nhảy xuống sơ tắm một cái gì quay trở lên thì không gì, nhưng mà cái nãy nghe mấy anh kiểm lâm kể thì thôi ghê quá, không chơi, không tắm. Có nhiều người ta tắm xong ta về lông tay lông chân rụng chân chịu lưỡi luôn. Nhưng mà khoảng một tuần sau nó mới bị, cho nên thôi ở quá không dám tắm. Tối nay sẽ dừng trại nghỉ ở đây, nhóm lửa đàn ca hát, tối đi bắt cá suối này nọ để ăn uống. Ngoài hôm nay là 8 tháng 3 nhỉ. Tiếc quá, 8 tháng 3 nhưng mà ở đây lại không có sống, không có ở nhà, không có gửi lời chúc mừng tới mấy chị em phụ nữ được. Cho nên thôi thì cái video này sau khi up lên thì cũng gửi lời chúc mọi người, nhưng mà coi như là một lời chúc muộn. Cà phê không? Coi như là một lời chúc muộn tới mấy chị em. Chúc mọi người ngày 8 tháng 3 vui vẻ. Hôm nay dựng trại ở đây, hạ trại xong rồi sáng sớm sẽ tiếp tục nhổ trại, và ngày mai sẽ là ngày rất là vất vả, là leo thẳng lên, hoàn toàn là đi đường thẳng lên trên đỉnh núi Tà Đùng, 1982 mét. Hôm nay thì leo xuống
và đi đường bằng. Đường bằng là đường thác như vậy nè, đó là những cái tảng đá lớn lớn dọc theo cái con suối ở vài cây số, đã tốn rất là nhiều sức lực rồi, nhưng mà ngày mai sẽ là con dốc rất là đứng, leo lên tới đỉnh núi. Theo như thông tin đó, thì cái chặng về phía bên Đắk Nông á thì nó sẽ dốc nhưng mà sẽ là đi xuống, còn cái hướng bên này á là nó lại hướng lại, nó giống như là ở Tà Năng Phan Dũng vậy nhưng mà nó dài hơn. Rất tiếc thật sự, tiếc là ở đây đã bị đào vàng. Cái con suối ở trên kia á, mọi người cũng có thể thấy rồi đó, suối rất là đẹp, có thể cắm trại được, nhưng mà không hiểu sao, chắc là do anh trưởng đoàn anh muốn là sáng ngày mai là từ đây xuất phát nó sẽ gần hơn, cho nên nó là anh chọn điểm này, chứ cái điểm này thật sự không thích hợp để hạ trại. Điểm này tối nay mà ngủ xong rồi chắc chắn là cái lưng ghim mình luôn. Thôi mình quay trở lại với đoàn, thì có thông tin gì sẽ cập nhật thêm. Chào mọi người. Đây chầu cà phê chiều của Ludi, chuyên viên pha chế gần núi Đắk Long. Đắk Nông, đúng rồi, Đắk Nông chứ không phải Đắk Long. Uống với sữa Nutifood. Ghê chưa, ghê chưa. Khi mà các bạn mua một ly cà phê này sẽ được tặng cho một cái trứng. Đó. Một cái trứng này để làm cái gì? Cái trứng này là để ăn các bạn. Chứ sao? Cái trứng em đâu? Trứng em đâu? What the hell? Giao đi rồi. Vừa y. Giao kỳ vậy. Đó đưa cho anh đi. Anh vừa lấy cái dao anh. Lấy cái dao mãi sát ra nào. Mày chưa lấy đá mày chưa dao á. Thôi. Làm món gì anh? Cái này là món xào. Ủa, cái này là thịt xào. Thịt xào. Em ra thịt đi, xong rồi em sắt vào đá. Làm gì vậy? Cái này hả? Ừ. Cái này uống rượu tối nay đó. Đờ, em nha. Đây đây đây, cái ly uống rượu nè các bạn ơi. Nè, ly uống rượu nè nha. Ghê chưa? Đây mọi người ơi, trời ơi, anh nói đi chút xíu mà có cá rồi hả? Hay quá. Rồi có cá rồi. Mở cái ngó sơ sơ có những loại cá gì anh? Chạy chưa. Có cái này nữa. À cá suối. Đấy, cá trắng. Ồ mấy con này nướng hả? Nướng hả? Xuyên nướng. À. Nướng y. Nướng xong là vứt luôn. Này là chài ha. Chài. Ừ. Mình có thả lưới không? Không. Rồi, okay. Cái con cá okay. Sọc sọc đó giống con cá heo ở dưới sông này. À. Con cá sông này, cá sông mũi. Đó nè, con cá này giống cá heo ở dưới sông mình á. Không giống. Con này nó sọc sọc vậy. Ừ, đúng rồi. Con kia cũng sọc. Con kia da trơn, bóng. Rồi. Rồi là cá xong rồi giờ tới tới thịt. Đó. Đây hai đầu bếp là làm thịt đây. À, anh cầm dao cũng độc nữa. Anh cầm dao cũng độc nữa. Rồi ở đây kiếm dừa thật khó lắm. Không, cái này chỉ tí là mình không tí là mình làm nước màu trước, bỏ ít đường. Đây. Ôi một nồi rau. Không cần có đường mà có đường là chị. Hôm nay là chị đang tỏi hả? Tỏi với nước mắm với này à. Bếp lửa chính đây. Này cà phê khu pha chế.
bartender đó. Giải chiến mà nhiều khu á. Bây giờ qua tiếp tục khu bên đây nữa. Khu này khu này là tới ơi, gà. Gà. Đấy gà luôn. Con ngồi nó chú mong rồi. Cái hôm nay mình làm gì? Nướng hả? Chắc nướng quá ha. 83. 83. Đây bên này có còn mấy anh có lấy nguồn nước từ ở trong ở trên suối chảy xuống nè. Nguồn nước này thì nó sạch sẽ hơn. Kỹ thì lấy nước này nấu lại, còn không thì quất luôn. Hay quá. Cho nó khu đó là tối nay thành cái khu bàn tài chính hả? Tối nay đẩy ba ở đây nha, đẩy đi chi. Năm cái này. Thân, quá hấp dẫn luôn rồi. Mới biết cây này không nè. Đọt mây. Đọt mây ngon lắm á. Cái đấy thì âm. Đấy cầm. Gà nướng. Thịt. Biết chưa? Cơm. Đọt mây nè. Quá ngon luôn. Mây này nướng nè. Một cái bếp lửa mini để trở trở thành một cái lò. Nấu nước. Này giống nó nấu cơm quá ha. Giống nó cơm làm. Anh cùng làm. Này nấu nước. Khi nào nước sôi cái mình rút ống nó ra hả? Hết là cái chú nhân công ăn phải thể thứ rồi nó phải công ăn. Nó được cái tấm. Rồi rồi nó phải là tấm gì cho đúng ăn cái gì mình nhớ cho rồi. Ba bay. Nấu nước đi. Nấu nước luôn. Hôm nay là sao đứng nghe Quyên chiến thắng chính bản thân mình rồi. Rất khó khăn mà tụi con làm được. Rất giỏi. Bác nè, lưu quang 3 năm không sao. Vỗ tay luôn. Vỗ tay vừa bác lưu quang 3 năm. Rồi rồi tới bác Phương nè. Mà lưu quang 3 năm thì xong rồi. Không phải không. Cho nước hay gì? Nước uống cho anh hôm nữa đi. Dạ hơi giờ. Ở dưới đây thôi. Không không nhớ. Ơi chào mọi người. Cuối ngày rồi. Ngủ thôi. Chưa mẹ. Ơi. Hôm nay là một ngày dài. Và một con thác rồi, một nồi thác. Hay những cái dốc quá trời đứng luôn. Giờ này trăng rất là đẹp nhưng mà hết sức ra ngoài ngắm rồi. Quay nói vài câu rồi ngủ. Ngày mai lại là một hành trình dài nữa, dài hơn cả ngày hôm nay nữa. Ngày mai sẽ leo ngược lên hết tất cả những con dốc mà ngày hôm nay đã leo. Sau đó dạo ngược về hướng đầu của ngọn thác. Rồi đi xuống một con núi rồi đi lên một con núi khác nữa. Chỉ sợ là ngày mai hạ chạy là lúc trời tối. Không được thông thả giống như ngày hôm nay. Cho nên thôi hôm nay kiểu nào chưa buồn ngủ thì phải gán ngủ lấy sức. Thằng camera mình nằm sấy cánh nè các bạn. Mệt quá mệt rồi. Cái nền hiện tại rất là khó nằm, đau lắm. Đá không mà dưới này lõm chỗ. Mặc dù là bỏ ra hết nửa tiếng hồ để đập là sang lắp cho nó phẳng lại rồi, nhưng mà vẫn không êm. Sáng ra chắc chắn là game mình vừa mới thoa salon bát các kiểu. Mai chắc chắn nó sẽ rất là game. Mình mới đi ái vô các bạn. Cảm giác đi ái trong ngầm núi thì ghê. Tự nhiên rồi. Nó mới có đi tiểu tiện thôi mà nó ghê vậy rồi.
mình mới đi đại luôn còn ghê nữa rồi. Trời má. Nó cầm cái len đi vòng vòng ha, mày phải tìm được cái nơi nào mà hợp phong thủy. Sau đó xin phép thần núi này nọ tùm lum hết ha, sơn thần thổ địa. Rồi bắt đầu mình mới đào. Đó, mình mới đào, mình đào sao cho nó nghệ thuật. Đào nó phải có chỗ để chân này nọ. Đúng rồi, kích thước hai chân gian rộng bằng giá. Đó, đào xong rồi bắt đầu mình đi ha, đi xong rồi phải lắp lại đàng hoàng nữa để tránh ngày mai người ta đi lỡ mà đi ngang đường đó. Mình nổ. Đó là một nghệ thuật đúng không? Cho nên đi rừng rồi. Cái len là nguyên cái nhà toilet đó, nguyên cái WC đó. Đi mà cảm giác có điều ở đây xung quanh đây là đá không à, cho nên rất là khó. Như có ai chọc vậy. Thôi, ngủ thôi. Chúc mọi người ngủ ngon. Hình ảnh thường thấy ở những bộ phim buôn lậu, buôn người giữ biên giới. Đây là phóng viên chiến trường. Hôm trước anh đang đi chặt cây mở đường. Phía sau mấy chị em, mấy anh em đang bò lên. Vẫn còn cố gắng. Ôi. Tôi còn sống các bạn ơi. Cố gắng lại. Cục than, than rồi mình dọn. Nó nè. Cốc lá. Đốt đi. Wow. Wow. Bất ngờ chưa? Happy birthday to you. Yeah, yeah. Không. Đó sao? Xung quanh đây toàn là đá không? Bây giờ chuyển qua xung quanh đây toàn là khói không? Rồi, yeah. Rồi, quà hồi trưa này giờ này mới lấy ra ăn. Quá trời vậy chọn số lộn chỗ rồi. Lớp quá. Em để chi vô là này không lá mà chọn rồi xong. Bỏ cây vô lá không không đủ chơi. Thổi nó còn á. Ờ à, đúng rồi. Ô xuống thôi. Rồi bỏ cây vô rồi nó bỏ lá nữa. Đây, rồi sao có lửa đó vậy? Một cái nhẹ hộp á. Vậy thôi chứ đừng dập tắt.